Cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Ba Đài chúng em. Thì sau hôm nay muốn đi giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ và những siêu phẩm hiện có bên cơ sở Đồ Gỗ Bảo Đại. Sản phẩm đầu tiên video hôm nay em muốn giới thiệu, đây là một chiếc bàn trưng bày đồ có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là vụ mật, miền Nam gọi là gõ mật. Và em đo thông số để các bác nắm về kích thước. Chiều ngang của bàn là 130cm và bàn cao là 81cm. Đây là một chiếc bàn trưng bày đồ được đục chạm ạ, sắp nho nha các bác. Phần liễu được đục chạm, mặt sau đục chạm đúng như mặt trước. Và đây là phần trần ạ, rất là dày dặn, được đục trúc ạ. Với chiếc bàn được đục chạm là tứ diện, mặt sau được chạm đúng như mặt trước ạ. Và em quay lên đến mặt bàn. Với nòng ván bên trong là nòng ván liền, chân gỗ nành nặn liền nhạc. Với kích thước của bàn là chiều ngang là 130cm. Các bạn có thể là trưng bày đồ. Em báo giá với chiếc bàn có giá là 5.200.000. Em bao miễn phí ship Hàn Quốc cho các bác. Và tiếp đến ạ, bên đây này em có một cặp chum ạ, chất liệu là gốm sứ, được vẽ tay nha các bác. Em cũng đo thông số để các bác nắm về kích thước. Chiều cao của chiếc chum này em đo khoảng 60cm. Và vòng bụng ạ, em đo là vòng bụng là kích thước là 120cm. Và đường kính mặt, đường kính ạ, em đo là 22cm. Đây là một cặp chum ạ, được vẽ tay. Được, đây là chất liệu là gốm sứ. Với cặp chum Phúc Thọ này, kích thước to ạ, tổng chiều cao là 60cm và vào bụng 120cm. Vẽ đây một cụ thọ nha các bác. Hàng được vẽ tái rất là đẹp luôn ạ. Em quay chi tiết. Quay sang chiếc chum thứ hai, hàng được vẽ tay ạ, rất là đẹp luôn. Đây ạ, cặp chum Phúc Thọ với một kích thước cũng rất là to ạ. Chất liệu là gốm sứ và được vẽ tay ạ, những họa tiết hoa văn rất là đẹp luôn. Và em cũng báo giá về cặp chum được vẽ được Phúc Thọ có giá là 8.000.000, em bao bị phí ship toàn quốc cho các bác. Và tiếp đến ạ, đây thì em có một cặp nọ chất liệu là gốm sứ, em đo thông số để các bác nắm về kích thước. Chiều cao em đo là 43cm và vòng bụng ạ, phần to nhất thì em đo vòng bụng là 73cm và đường kính mặt là 10cm. Đây là một cặp nọ ạ, được vẽ tay nha các bác, được vẽ ạ, cảnh tùng lộc. Đây là mặt sau ạ. Quay sang chiếc nọ thứ hai, các bạn có thể xem được kỹ hơn. Với kích thước là cao là 43cm và đường kính ạ, vòng bụng là 73cm. Các bạn có thể là trưng bày ạ, để chơi và trưng bày. Hàng đẹp nha các bác, hàng tít luôn ạ. Với cặp nọ được vẽ cảnh tùng lộc này em cũng báo giá và giao lưu. Giá của một cặp này là 3.200.000, em bao miễn phí ship toàn quốc chào các bác. Và sang bên đây em có một chiếc cháp lục năng
và chất liệu gỗ chắc ta, hay còn gọi là một chiếc chắp được bánh kẹo. Em cũng đo thông số, đường kính mặt là khoảng 30 cm và cao là 18 cm. Đây là chiếc chắp ngục năng, chất liệu gỗ chắc ạ. Hàng được khảm ốc xà cừ với chất ốc 7 màu, được khảm tích nha các bác, các mặt đều được khảm ạ, rất là tỉ mỉ. Và đây là bên trên nắp ạ, chính giữa của nắp đây được khảm 3 ốc phúc lộc thọ. Hàng cắt tỉa rất là tơ tóc với chất ốc xà cừ ạ, bên ngoài đều được khảm tích. Về chất gỗ đỏ đen rất là quý hiếm. Hàng này em bao đẹp cho các bác luôn, hành nạn liền nè. Và đây là bên trong ạ, chất gỗ đỏ đen vẫn không chê vào đâu. Bên trong là những ngăn nhỏ ạ, để chia thành những ngăn để các bác có thể đựng bánh kẹo và đựng hạt dưa. Bên dưới có một ngăn lớn ạ. Và với chiếc cháp nục năng gỗ chắc này có giá là 4.700.000, em bao miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Và tiếp đến là em đã có một chiếc khay vuông chất liệu gỗ gụ, hay còn gọi gụ mật, miền Nam gọi gõ mật. Đường kính em đo là vuông 25 cm, cao là 7.5 cm. Đây là một chiếc khay vuông, hàng được khảm tích ạ, với chất ốc xà cừ, khảm tứ diện bốn mặt, rất là tơ tóc sắc nét ạ, những đường nét cắt tỉa thủ công. Và tiếp đến đây là bên trong lòng khay ạ, được khảm ạ, các bác tiêu phu đi cánh củi, những họa tiết ạ, được cắt tỉa rất là tơ tóc, mình vòng tròn ạ, được khảm những đường chuyện. Gỗ này nặn liền nè, bao đẹp cho các bác luôn. Với chiếc khay vuông này em báo giá và giao lưu giá 2.500.000, nhằm bao bị phí ship toàn quốc cho các bác. Và tiếp đến ạ, đây là em có một siêu phẩm VIP, hàng siêu to khổng lồ, tính đến thời điểm hiện tại là chỉ có 102 bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Một bộ trường ngũ nân vườn cầu, bộ gồm tổng là có 10 món, gồm có một chiếc ghế dài, 4 chiếc ghế nhỏ, 4 đôn và một bàn. Đầu tiên em đo thông số kích thước của bàn. Bàn dài là 167 cm, chiều ngang là 117 cm. Em đến gần để em quay chi tiết. Đầu tiên ở đây là phần chân. Chân bàn em đo là 12 cm, cực kỳ là dày dặn. Bên trên là được đục chạm những đường chuyện. Chất gỗ này nặng, nghiền nặng. Và bên đĩa đây là được chạm những đường chuyện với chiếc bàn. Đục chạm là tứ diện, bốn mặt. Ở dưới bàn cũng có một chiếc sàn để các bác có thể là đựng đồ rất là tiện nghi. Ở đây phần liễu đều được đục chạm cũng đường chuyện. Và tiếp đến là bên trong lòng bàn ạ. Bên trong lòng bàn là mặt lá đôi nha các bác, mặt hai lá. Là bộ trường ngũ nên vườn cầu này là cơ sở Bảo Đại cũng đã cắt kính bàn và đôn ạ. Tiếp đến thì với bốn chiếc ghế nhỏ kích thước là như nhau, em cũng đo thông số đại diện một cái. Chiều ngang của ghế là 76 cm, sâu là 67 cm. Đây là phần tựa, phần chương trên cùng là được chuyện nha các bác. Và phần nô là được chạm 5 con nân ạ, đang vờ một quả cầu, ngũ nân vườn cầu, được chạm rất là tỉ mỉ sắc nét. Và đây bên ngoài là được chạm những đồng tiền, những chữ thọ và những đường chuyện xen kẽ. Đây là phần chân ghế ạ, tất cả phần chân cũng dày 12 cm, thì là dày dặn. Đây là phần tay ạ, được chạm và vanh cong. Em quay ra mặt sau của chiếc ghế, với tất cả ghế đều được chạm tứ diện, đây mặt sau cũng được chạm. Tựa và tay thì nó mộng tháo rời thì các bác, mộng chắc chắn ạ. Với tất cả những phần tay thì em đo là dày là 5 cm, cực kỳ là dày dặn, chắc chắn.
tiếp đến em đo thông số kích thước của chiếc ghế dài. Chiếc ghế này có tổng chiều dài là 218 cm. Chiều sâu ạ. Em đo là 66 cm và ghế cao là 130 cm. Đây là phần nô tựa gồm có 3 nô. Đây phần những nô ạ, đều được chạm con nâng ạ, đang vừa một quả cầu. Đây là với tất cả lòng ván ghế, bên trong là ván liền hết ạ. Đây là phần tay ạ. Phần tay đều phần tựa vai tay ạ, và đây ạ, đều dày là 5 cm. Chiều ngang là 9 cm ạ. Em quay đến phần ở phía dưới. Đây là phần liễu ạ. Phần liễu là đục chạm là tứ diện, sau đục chạm đúng như mặt trước luôn. Và với 4 chiếc đôn thì kích thước là như nhau, em cũng đo thông số đại diện một cái. Chiều sâu của ghế là 43 cm. Chiều ngang là 50 cm. Và đôn cao là 74 cm. Đây là với chiếc đôn. Tất cả dưới đôn đều có sàn ở dưới để các bác có thể là đựng đồ. Phần liễu là được chuyện. Chiếc đôn ạ, được chạm tứ diện, 4 mặt là như nhau. Em quay chi tiết những chiếc ghế còn lại để các bác có thể là xem được kỹ hơn. Với bộ trường ngũ đơn vườn cầu, hàng siêu to ạ, bộ gồm tổng là 10 món. Đây là gồm 4 chiếc ghế nhỏ, một chiếc ghế dài, 4 đôn và một bảng. Tất cả những lòng vã bên trong ghế là vã nghiền hết ạ. Chất gỗ và vân gỗ thì không chê vào đâu được. Hàng nghiền nạc dày dặn. Bộ này em bao đẹp cho các bác luôn. Đây là với nhớ những chiếc ghế còn lại. Tất cả phần tựa, phần tay đều là mộng chắc chắn nha các bác, mộng tháo rời ạ. Và khi giao lưu là cơ sở bảo đảm cũng sẽ làm bóng ạ, xí sắp lại chặt chẽ trước khi giao đến tận nơi. Và với bộ trường ngũ đơn vườn cầu bộ 10 món này có giá là 100 triệu, em bao miễn phí ship và lắp ráp tại nhà cho tất cả các bác. Và tiếp đến ạ, bên trên đây em có một bộ tranh tứ bình, bộ tranh sứ nha các bác. Em đo thông số để các bác nắm về kích thước. Với bộ tranh có chiều cao là 80 cm, chiều ngang là 27 cm. Đây là một bộ tranh tứ bình. Rồi bên trong ạ, chất liệu gốm sứ và được vẽ tay nha các bác. Những họa tiết hoa văn ạ, rất là đẹp luôn ạ. Màu sắc ạ, được phối màu thì rất là có hồn, bộ tranh tứ bình. Chất liệu là gốm sứ ạ, và bên ngoài là khung gỗ. Với kích thước là cao là 80 cm, chiều ngang là 27 cm, các bác treo phù hợp với mọi không gian. Và được vẽ tay ạ, đây là những họa tiết hoa văn ạ, được phối màu rất là đẹp luôn. Phần khung là khung gỗ và bên trên là cơ sở bảo đại cũng đã gia cố móc treo. Em báo giá bộ tranh tứ bình này có giá là 3.500.000, em bao miễn phí ship toàn quốc cho các bác. Và xuống dưới bên đây em có một chiếc tủ chè có chất liệu gỗ vụn hay còn gọi vụn mật, miền Nam gọi là gõ mật. Em đo thông số để các bác nắm về kích thước. Chiếc tủ chè này có chiều ngang là 180 cm, chiều cao 72 cm. Em đo đến gần và em quay chi tiết. Đầu tiên là phần đôi cánh ạ, với chiếc tủ chè hàng được thảm ốc Singapore đọc nửa vàng chanh, xanh thiên lý, cắt tỉa. Rất là tơ tóc ạ. Phần cái đôi cánh ạ, phần cánh đây được thảm
cúc kê nhỉ các bác. Trận ốc Singapore đỏ mực vàng chanh, xanh thiên lý. À, để cắt tỉa siêu kỹ luôn ạ, à, tờ tóc. Em quay lên phần nèo. Những đường nét đục chạm rất là kinh bong ạ. À. Đây là đục chạm chim hoa. Rất là kinh bong. Đây là phần đôi cánh thứ hai. Với phần đôi cánh thứ hai đây ạ, được thảm mã Hồng Kông nha các bác. Đây là những cành hoa hồng, những bông hoa hồng được cắt tỉa và xen nọng. Rất là cầu kỳ, tơ tóc. Để chất ốc Singapore đỏ nửa vàng chanh, xanh thiên lý. Bên đây ạ, được thảm có đôi công ạ. Để chất gỗ này em bao đẹp cho các bác luôn, lành nặng điền nạc. Đây là vần gỗ ạ, rất là đẹp. Mà tiếp đến đây là phần bệ, phần chân ạ. Chân em đo là 8 cm. Được chạm những con rơi ngậm kim tiền. Được chạm phần bệ ạ. Đây là bên trong phần chính giữa của chiếc tủ chè với phần đôi cánh ạ. Các bác có thể là mở la, bên trong có một giá cốc và bên dưới các bác có thể là trưng bày đồ. Bên ngoài cơ sở Bảo Đại cũng đã gia cố ạ, những nắp vít đầu ạ, khóa đầu nha các bác. Và giao lưu thì em cũng sẽ làm bóng ạ, sạch sẽ trước khi giao đến tận nơi. Các bác nhận hàng kiểm tra với thanh toán ạ, cho nên cũng rất là yên tâm. Và chiếc tủ chè này cũng là một siêu phẩm VIP bên cơ sở đồ của Bảo Đại. Và em cũng báo giá chiếc tủ chè này có giá là 34 triệu, em bao bị phí ship toàn quốc cho các bác. Và xuống dưới bên đây ạ, sản phẩm cuối cùng video clip hôm nay em muốn giới thiệu một cây tủ bày đồ, một siêu phẩm VIP bên cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Em cũng đo thông số để các bác nắm về kích thước. Cái tủ bày đồ này có chiều cao là 207 cm, chiều ngang là 107 cm, tủ sâu là 40 cm. Em quay chi tiết đầu tiên là với phần bên trên ạ, phần khung với chiếc tủ thảm ốc Singapore đỏ tửa vàng chanh, những đường dây neo liên chi, những đường ô vàng được khảm ạ, chạy kín trên bề mặt của chiếc tủ. Phần chính giữa của chiếc tủ đây là gồm có 3 chiếc ngăn kéo, bên ngoài được khảm ạ tung đồng, này được cắt tỉa rất là tơ tóc sắc nét. Với 3 chiếc ngăn kéo ạ, các bạn có thể là mở la và đựng đồ. Đây là với tất cả những phần thành khung đều được khảm những đường dây neo liên chi, những đường ô van ạ, cắt tỉa rất là tơ tóc với chất ốc Singapore đỏ nửa vàng chanh. Và dùng dưới đây ạ là phần đôi cánh mở, bên ngoài được khảm chim hoa nha các bác. Với chiếc tủ ạ, cũng là một siêu phẩm bên cơ sở, hàng được cắt tỉa rất là tơ tóc của chất ốc Singapore đỏ nửa vàng chanh. Bác xem và có thể cảm nhận được ạ. Hàng này em bao đẹp cho các bác luôn, hành nạn liền nạc. Chính giữa đây ạ, là những khóa vít đồng với đôi cánh này, các bác có thể là mở ra và bên trong có một ngăn tủ lớn để các bác có thể đựng đồ. Đây là phần dưới bệ được khảm tùng lộc nha các bác. Và bên trên của cây tủ bày đồ là bên trong được tạo hình xích xác ạ. Những phần thành khung được khảm những chữ thọ và tất cả những sàn bên trong đều là kính ạ. Với một cây tủ bày đồ với kích thước ạ, cao là 207 cm, chiều ngang 107 cm, và bên trên ạ có rất là nhiều kệ và nhiều sàn để các bác có thể là trưng bày đồ sứ, đồ tượng, hay là có thể trưng bày đồ cổ, hay là trưng bày rượu. Và em báo giá với chiếc tủ bày đồ này có giá 65 triệu, em bao bị phí ship toàn quốc cho các bác.
các bạn xem video thấy hay thì đẹp có thể cho cơ sở em một like, một đăng ký kênh, em có thêm động lực phát triển kênh, ra những video mới giới thiệu đến các bác những sản phẩm hơn nữa. Và các bác gần có thể xuống cơ sở em có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định, có thể xuống này xem chi tiết hơn về tất cả các sản phẩm và giao lưu với cơ sở đồ gỗ Bảo Đại. Em cũng xin dừng video ở đây, hẹn các bác ở các video tiếp theo.